Bố Thọ Sức, tôi muốn nấu cho nó bát canh cua rồi đưa ra đầu thú. Bố của tử tù Lê Văn Thọ, tức Thọ Sức, tại một nhà hàng. Xin được giấu tên, ông B làm bảo vệ ở đây, cũng là để lánh quê hương bạn quán từ khi Thọ bị kết án tử hình. Vừa hỏi đến Thọ, mắt ông đã dàn dụa nước. Ông ngạc ngào khi nghe tin nó trốn trại. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng là hy vọng được nhìn thấy con bằng xương bằng thịt sau bao năm xa cách, lo là xa con lại dại dột trốn trại để tiếp tục vi phạm. Nó đã lỡ rồi, tôi cứ hy vọng Thọ sẽ về tìm gia đình, tìm bố mẹ. Tôi chờ mãi, 6 đêm Thọ trốn trại là 6 đêm vợ chồng tôi thức trắng. Cứ mong con về gọi cửa, nhưng mong mãi mà không thành. Thọ đã chạy trốn, hai lần gặp lại người yêu cũ, nhưng lại không tạt qua nhà giám phúc để nhìn mặt bố mẹ già. Tôi hỏi ông B nếu Thọ về nhà tìm bố mẹ thì ông sẽ làm gì? Ông B khóc nói, con tôi mang phận tử tù, phạm trọng tội với xã hội, nhưng nó vẫn là con tôi cô à. Đứa con hư, làm đau lòng thân già chúng tôi nhiều nhất, nhưng cũng là đứa khiến cho tôi dễ dứt và thương nhất. Tôi chỉ mong Thọ về nhà để tự tay tôi cho cháu nó ăn một bữa no. Nấu cho nó bát canh cua đồng mà Thọ nhỏ nó rất thích ăn. Sau đó tôi sẽ đưa Thọ ra công an đầu thú. Người đàn ông 60 tuổi khuôn mặt phờ phạc chịu đựng, luôn mồm gọi con là cháu nó. Dù Thọ đã 38 tuổi, con nhận án tử cho mẹ tha phương từ ngày Lê Văn Thọ bị bắt rồi nhận án tử. Vợ chồng ông B cũng trên miền quê nghèo ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Hiện vợ chồng ông ở với người con trai cả. Ông B đi làm bảo vệ với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Gia đình tôi xuất phát thuần nông, nhưng khi Thọ bị kết án tử hình, ngày ngày hai vợ chồng ra vào nhìn nhau, nghĩ đến cảnh con bị xử tử mà đau đớn. Rồi nghĩ dân làng hỏi đến cũng chả biết ăn nói ra sao. Chúng tôi đi lên thành phố coi như là né tránh. Từ hôm hay tin nó trốn trại, bà nhà tôi đêm nào cũng ra cửa ngóng, nhưng nó lại chẳng về, do ông B ngẹn lại. Theo ông B, Thọ Sức đã học hết cấp 3 và từng là một học sinh ngoan ngoãn. Những ngày còn ở quê, Thọ sống hiền lành, được hàng xóm cái yêu mến. Nó chỉ thay đổi từ khi vào Sài Gòn, kêu bạn bè rồi hư hỏng. Tôi và mẹ nó đã hết lời khuyên bảo, nhưng không sao lay chuyển được, ông B chia sẻ. Tìm về tặng gia đình Thọ ở xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Có nhà nhỏ cũ màu, lá rụng đầy sân, vườn tược sơ sát, cỏ hoang um tùm, cửa rìu khóa và bột da nhiều lớp, như là từ lâu không còn người chăm nom. Hỏi về Thọ Sức, những người hàng xóm cho biết Thọ chưa bao giờ gây hấn hay mâu thuẫn với ai trong làng xã. Nhà có 3 anh em trai, Thọ là con trai thứ hai. Hồi ở nhà, Thọ yêu một cô gái xinh đẹp ở xóm trên. Sau khi Thọ vào Nam rồi bị bắt thì cô gái đó có qua lại thăm nuôi một thời gian rồi đi lấy chồng Hàn Quốc. Bố mẹ Thọ cũng khóa cửa, đi đâu mất. Tết Thọ mới về, mấy ngày rồi lại đi. Chúng tôi thương ông bà ấy lắm, hiền lành thương con. Ăn ở hòa thuận thế mà, lại có con là tử tù. Thằng Thọ ở quê hiền thế mà lại phạm trọng tội, rồi còn phá ngục bỏ trốn. Chúng tôi không thể tin nổi. Cụ Nờ ở cạnh nhà Thọ chia sẻ. Mẹ tử tù Nguyễn Văn Tình chết lặng khi 4 giờ sáng con gõ cửa nhà. Sau 150 giờ lẫn trốn, hai tử tù Nguyễn Văn Tình, 28 tuổi, trú ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội và Lê Văn Thọ, Thọ Sức, 37 tuổi, trú ở xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương, đã bị lực lượng chức năng tóm gọn. Theo thông tin từ ở cục C47 Bộ Công an, ngay khi thoát khỏi trại giam T16, Tình đã về nhà lấy tiền, bỏ trốn lên vùng núi phía Bắc. Tình bị bắt khi chuẩn bị vào khu vực Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, để liên hệ với các đối tượng từng tham gia đường dây buôn bán ma túy trước đó. Về trong nháy mắt, tôi chưa kịp nhìn kỹ mặt con. Tại nhà Nguyễn Văn Tình ở xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mờ, mẹ đẻ của Tình cho biết mấy ngày nay không làm được gì vì lo lắng cho con, và cả nhà bà thường xuyên bị công an triệu tập. Nhắc đến đứa con tù tội, bà Mờ tràn nước mắt. Tối đó nó gọi điện về nhà bảo chuẩn bị quần áo, tiền nó sẽ về lấy. Tôi nghĩ nó đang ở tù sao ra được. 4 giờ sáng ngày 11 tháng 9, con trai về nhà gọi cửa, cả bà và vợ Tình đều bất ngờ. Tôi chết lặng mất mấy phút vì con về đột ngột quá. Tôi rút trong ví tiền đưa cho con. Bà hỏi tại sao về được. Tình nói con muốn sống, con không muốn bị tử hình nên đã trốn trại. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con chỉ trong vài phút. Tình lên phòng lấy bộ quần áo rồi đi luôn ra taxi đang đợi ngoài đường. Bà còn chưa nhìn rõ mặt con, xem con gầy hay béo, ốm hay khỏe thì Tình đã bỏ đi. Con dạy cái mang, thấy nó về cả năm không gặp, tôi thương nó quá, vừa nói bà vừa khóc. Bà mở tâm sự, công an triệu tập, điện thoại bị thu hết nên tôi chả biết thông tin gì về con. 8 giờ sáng qua, hàng xóm sang kể tôi mới biết con đã bị bắt lại. Lúc mới biết tin công an đang truy đuổi, bà ngước lên ngước xuống, không còn tâm trí làm gì. May nhờ xóm làng đến nói chuyện khuyên răng, tôi mới thấy khoai khỏa. Bà mờ bần thần, con dâu bà vẫn đi làm bình thường, chồng bà lái taxi.
Khi mới nghe tin con trốn tù, hoảng quá đâm vào cột ven đường, bị thương ở cánh tay vẫn chưa khỏi. Bà mờ kể, tình về em trai lúc nhỏ đều ngoan ngoãn, lớn lên ra ngoài xã hội mới sinh hư. Con lớn chúng tôi không quản được. Em trai nó là Hùng, 24 tuổi, cũng bị đi tù vì liên quan đến ma túy. Cả hai bị kết án tử hình, gia đình tôi lao đao. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Hải Dương, Tình lên Điện Biên dạy học ở một bản vùng cao. Chạy được hơn một tháng thì Tình xin nghỉ vì vất vả. Về nhà, Tình buôn bán làm ăn ở Hà Nội, sau đó chạy taxi rồi sa ngã tù tội. Tình đã có hai đời vợ, có một con gái với người vợ đầu. Người vợ thứ hai mới cưới vào tháng 9 năm ngoái. Đến tháng 4 năm nay, Tình bị bắt vì liên quan đến đường dây giấu 490 bánh ma túy trong bình ga do Đặng Minh Châu, Lạng Sơn và Nguyễn Thanh Tuân, Thạch Thất, Hà Nội cầm đầu.